Ơi, chào các bạn nha. Giờ mình coi XK20 đang bơi phà nè các bạn ơi. Chắc chui qua cái cầu thấp này nha các bạn. À, cầu này nè. Thấp nha các bạn ơi. Đi thật qua sao nha. Ồ, cái mỏ lặng lặng. Rồi, coi xong. Hai bên đường quá trời cái gã dịch luôn, phải mấy gã dịch đậu quá trời luôn. À, bọn đường rất là hẹp quá hả, gã dịch đậu kìa. Rất là khó đi. Ồ, đường dài vô đây cũng khó quá. Dây điện trên đầu. Đấy luôn ơi. Rồi qua cái cầu nữa các bạn ơi.
đang di chuyển nha các bạn. Quá trời cái cảnh như vậy. Bơi dài dài vậy đó hả? Bơi dài dài vậy đó hả?